Mở cửa phiên sáng nay thì giá vàng trong nước đã giảm nhẹ so với chốt phiên cuối tuần và đà giảm này cũng đã kéo dài đến cuối phiên sáng nay. Cụ thể thì tính cho tới 11 giờ, giá vàng ròng Thăng Long đã giảm 110.000 đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua và được giao dịch mua vào ở mức là 55.720.000 đồng một lượng, còn giá bán ra là 56.720.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm đó, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 20.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào là 66.450.000 đồng một lượng và giá bán ra là 66.980.000 đồng một lượng.